chuyên mục khỏe của series chỉ là chuyện nhỏ, tôi là Đức Bảo. Các bạn thân mến, chúng ta rất thích đi chơi xa, ai cũng vậy thôi. Nhưng có rất nhiều người gặp phải một trở ngại lớn, đó chính là việc say xe. Mà bản thân Đức Bảo ngày trước thì cũng say xe liên tục, rất mệt mỏi. Cách thường xuyên mà chúng ta hay sử dụng đó là uống thuốc chống say. Nhưng cũng có những trường hợp mà thuốc chống say cũng chẳng có tác dụng gì. Mà nhất là khi uống thuốc chống say thì chúng ta sẽ rất là buồn ngủ. Vậy thì phải làm thế nào? Hãy đón xem những chia sẻ ngay sau đây của chương trình. Cách đầu tiên, chúng ta hãy nhắm mắt lại và ngủ thật say cho đến khi đến nơi. Cách này rất là hữu hiệu. Nếu như các bạn không thể ngủ được thì hãy nhắm mắt lại, vẫn giúp chúng ta chống say rất là tốt. Ngoài ra thì các bạn nếu như muốn ngắm quang cảnh thì hãy ngắm về phía trước nhé. Bởi vì khi ngắm sang hai bên, cảnh vật chuyển động liên tục sẽ khiến chúng ta rất dễ bị say xe. Trên gần đầu xe ô tô và tránh nhìn ngang sang hai bên. Đối với tàu thuyền là những phương tiện mà trong trành nhiều thì chúng ta hãy chọn chỗ ngồi ở giữa tàu thuyền vì chỗ đó là ít bị trong trành nhất. Còn ngoài ra, chúng ta hãy tránh những chỗ có mùi khó chịu, ví dụ như là mùi nước hoa, mùi thuốc lá hay mùi ẩm mốc, vì những mùi đó sẽ khiến cho tình trạng say xe của chúng ta trở nên tệ hơn. Trước khi lên xe khoảng 2 tiếng thì chúng ta không nên ăn quá no, mà thay vào đó hãy uống một ly nước ấm có pha giấm. Đây là một cách truyền thống rất là hữu hiệu đấy. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên để bụng trống rỗng khi di chuyển trên các phương tiện như là xe hay là tàu thuyền. Ngoài ra, chúng ta nên tránh những loại thực phẩm như sau: các đồ uống có ga, các loại thực phẩm gây đầy như là đậu này, đồ nếp này, lạc vân vân, hay là các thực phẩm có nhiều dầu mỡ, chất béo và đặc biệt là các thực phẩm có mùi nặng. Gợi ý tiếp theo, các bạn hãy sử dụng một chiếc khăn khô quấn từ sau cổ ra phía trước ngực. Cách này sẽ giúp cho một số người giảm cảm giác say xe tới 90%. Ngoài ra, nếu như các bạn bị say nhẹ thì hãy ngửi vỏ cam, vỏ quýt, chanh, gừng hay là bánh mì. Cách này sẽ giúp chúng ta tránh được mùi xe gây buồn nôn. Trước 30 phút thì chúng ta có thể nhai một miếng gừng tươi, sau đó uống một cốc nước ấm. Ngoài ra, trong quá trình di chuyển trên xe, các bạn cũng có thể ngậm một miếng gừng tươi trong miệng. Chúng ta cũng có thể sử dụng gừng tươi một cách hữu hiệu khác, đó là buộc hai lát gừng tươi vào hai cổ tay. Bạn cũng có thể sử dụng dầu gió để bôi vào các huyệt đạo như là huyệt thái dương, huyệt nội quan ở đâu nhỉ? Đó là ở giữa hai gân tay phía trên và cách lằn chỉ cổ tay từ 3-4 cm. Huyệt nhân trung chính là rãnh môi trên. Huyệt phong trì chính là chỗ hõm ở sau gáy trên cổ. Làm theo những hướng dẫn của chúng tôi thì đảm bảo là các bạn sẽ không bị say xe đâu. Còn nếu như các bạn có những cách khác thì hãy nhanh tay chia sẻ về với chương trình thông qua email. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.